Kính thưa quý khán giả, với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng những giá trị di sản độc đáo, Vĩnh Long đã và đang trở thành một điểm đến thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm. Trong chương trình Nam Bộ Du Ký ngày hôm nay, Thùy An mời quý khán giả cùng với Thùy An khám phá một vài điểm đến độc đáo của tỉnh Vĩnh Long nhé. Vĩnh Long nằm giữa trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, được bao bọc bởi hệ thống sông ngòi chằng chịt, là điều kiện thuận lợi cho du lịch đường sông, một trong những đặc trưng của du lịch miền Tây. Trên tàu, du khách có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp yên ả, thơ mộng của vùng quê miền Tây sông nước. Cảnh sắc thiên nhiên cùng đời sống sinh hoạt của người dân tạo nên bức tranh sống động và gần gũi. Kính thưa quý khán giả, bên cạnh dòng sông Long Hồ thơ mộng là Giang Khánh Miếu, một di tích lịch sử tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long, nơi thờ tự và tôn vinh các bậc tiền nhân đã khắc ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử. Ngay bây giờ mời quý khán giả cùng với Thùy An tìm hiểu về Giang Khánh Miếu nha. Được xây dựng vào thế kỷ 19, Giang Khánh Miếu Vĩnh Long là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng của vùng đất Nam Bộ. Đây là nơi thờ tự Khổng Tử và các môn đệ của ông. Ngoài ra, còn thờ hai nhân vật có công lớn với vùng đất này là tiên sinh Võ Trường Toản và kinh lược sứ Nam Kỳ Phan Thanh Giản. Hàng năm ở Giang Thanh Miếu có 4 kỳ lễ hội chính: lễ Xuân Đinh, Thu Đinh, lễ dỗ cụ Phan Thanh Giản và lễ dỗ các quan đại thần. Các lễ hội này có lịch sử hình thành lâu đời, được bảo tồn và trao truyền qua nhiều thế hệ. Đến nay, lễ hội Giang Thánh Miếu Vĩnh Long phát triển và trở thành những lễ hội tiêu biểu đặc sắc của tỉnh, thu hút đông đảo du khách gần xa về tham dự. Đến thăm Giang Thánh Miếu Vĩnh Long để cảm nhận không khí trầm mặc, linh thiêng và hiểu rõ hơn về truyền thống hiếu học của dân tộc. Trải qua bao thời gian, công trình đã qua trùng tu, tôn tạo nhiều lần, nhưng giữ được nét kiến trúc nguyên bản, được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia năm 1991. Tháng 2 năm 2024, lễ hội truyền thống Lễ hội Giang Thánh Miếu được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng ra quyết định ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long. Hát bội đến với vùng đất phương Nam từ thuở cha ông bắt đầu khai mở vùng đất này và được coi là một loại hình sân khấu xuất hiện sớm ở Nam Bộ. Ở Vĩnh Long, khoảng cuối thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, có rất nhiều đoàn hát bội, gánh hát bội nổi tiếng và lưu diễn khắp vùng, là giai đoạn cực thịnh về loại hình nghệ thuật này. Các tuồng diễn thường là tuồng lịch sử đã góp phần nhắc nhớ người đời sau về lịch sử dân tộc, đề cao những tấm gương sáng của các vị anh hùng, đề cao nhân, lễ, nghĩa, trí, tính và đạo làm người. Hát bội đóng vai trò rất quan trọng trong lễ hội cúng đình miếu ở Vĩnh Long. Nếu trong phần lễ, nghi thức cúng là hạt nhân của lễ, thì hát bội được xem là hạt nhân của phần hội. Những suất hát bội diễn ra trong phần hội được người dân địa phương mong chờ, thể hiện tâm tư nguyện vọng của người dân được mưa thuận gió hòa, giúp con người có niềm tin vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Đây là nét văn hóa đặc trưng của Vĩnh Long nói riêng và của Nam Bộ nói chung. Hiện ở Vĩnh Long có nhiều tour du lịch kết hợp tham quan và xem hát bội. Du khách khi đến đây có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Vĩnh Long để tham khảo lịch trình biểu diễn. Tôi cũng hiểu về Vĩnh Long tương đối. Ngoài những cái thứ mà chỉ có Vĩnh Long mới có, đó là Coco Home nhà dừa, đó là nhà gốm Tư Bui, đó là những cái lò gạch hoang Mang Thít, thì nó có một cái đặc sản văn hóa mà chỉ Vĩnh Long mới có, đó là hát bội. Rất nhiều đại biểu cứ tưởng rằng hát bội là của miền Trung. Và khi chúng tôi làm du lịch, chương trình buổi tối cho khách thì tính nào cũng cứ đàn ca tài tử 13 tỉnh giống nhau,
Nhưng mà riêng Vĩnh Long có một cái riêng không giống ai. Thì đó là cái rất đáng trân trọng. Diễn rất hay, cảm động, trang phục đẹp. Cái hát bội ở đây nó mang những cái âm hưởng, những cái tiết tấu và một số cái chất gì của miền Tây. Cái đó là cái văn hóa đặc trưng mà trong du lịch hay là trong kinh doanh thì phải tạo ra sự khác biệt tích cực. Đó là mình phải biết gìn giữ và làm sao biến nó thành cái tài sản, cái sản phẩm du lịch để giải quyết cái chuyện mà trùng lập sản phẩm. Rất nhiều thứ Vĩnh Long có thể làm tốt hơn để kéo khách tới, giữ khách ở lại lâu hơn. Mà cái này không chỉ khách du lịch nha, học sinh, sinh viên nó phải được cảm bằng những cái chuyện đó, dùng trực quan để giáo dục, đưa văn hóa dân tộc vào trong chương trình học, trong chương trình tham quan. Hoàn toàn có thể làm được và trong tầm tay, tin chắc rằng Vĩnh Long sẽ làm được. Kính thưa quý khán giả, buổi sáng ở miền Tây thì lúc nào cũng mang đến cho du khách một cảm giác thật là yên bình và thư thái. Tiếp tục chương trình, Thùy An mời quý khán giả cùng với Thùy An xuôi dọc kênh Thầy Cai để ngắm nhìn phong cảnh của làng quê Nam Bộ cũng như là tìm hiểu về nghề làm gạch gốm thủ công truyền thống của bao thế hệ người dân tỉnh Vĩnh Long nha. Các lò gạch hình dòm nối tiếp nhau, sừng sững hai bên bờ của dòng kênh Hiền Hòa, vừa thơ mộng, vừa tạo nên một không gian lao động đặc trưng của vùng đất này. Với tài nghệ điêu luyện cùng nguồn nguyên liệu đất sét đặc trưng, người dân địa phương đã tạo ra những sản phẩm gốm đỏ độc đáo đặc trưng. Hành trình tham quan không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn mà còn cho du khách cơ hội hiểu sâu hơn về quy trình tạo ra sản phẩm. Và những người thợ nơi đây sẵn lòng chia sẻ những bí quyết, câu chuyện thú vị về nghề truyền thống mà họ đã kế thừa qua nhiều thế hệ. Tôi cho rằng như thế này, đây là một cái điều có thể nói là độc nhất vô nhị của Việt Nam, bởi vì là ở Việt Nam không có những cái lò gạch hình quả trứng như thế này. Và đây nó sẽ là cái thế mạnh để mà thu hút khách du lịch đến Vĩnh Long. Cái điều thứ hai nữa là tôi cũng rất mong là sẽ có nhiều tour trải nghiệm để du khách có thể tự tay, không chỉ tham quan, đứng ngắm nhìn mà có thể tự tay là lao động, làm gạch. Và cái điều thứ ba nữa, tôi muốn nói rằng là Vĩnh Long là một cái vùng đất rất là đẹp. Vĩnh Long có nghĩa là cái sự thịnh vượng lâu dài. Và tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta làm du lịch tốt, mà cụ thể là làm du lịch mang cái tính chất là phát triển nghề truyền thống như làm gạch làm gốm ở vùng này, thì chắc chắn đây sẽ là một cái yếu tố để làm cho kinh tế xã hội của Vĩnh Long nó thêm cái sự phát triển và thêm cái màu sắc thú vị. Làng nghề gạch gốm Mang Thích trải qua hàng trăm năm hình thành phát triển, mang giá trị văn hóa nghệ thuật sâu sắc, góp phần lưu giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống của nghề thủ công miền Tây Nam Bộ. Đến Vĩnh Long hiện nay, du khách có thể tham quan khám phá nhà gốm được xác lập kỷ lục Việt Nam. Ngôi nhà ba gian hai trái truyền thống hoàn toàn bằng gốm đỏ Vĩnh Long lớn nhất tại Việt Nam. Và được khám phá những sản phẩm nghệ thuật sáng tạo bằng gốm đỏ độc đáo. Vĩnh Long ấy thì với một cái vị trí địa lý gần như là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, với bốn con sông cộng với lại những cái hệ thống kênh rạch rất là chằng chịt, thì phải nói rằng là Vĩnh Long có một cái lợi thế rất lớn trong lĩnh vực phát triển về du lịch bằng đường thủy. Ngoài ra thì Vĩnh Long còn có rất nhiều những các cái tài nguyên lịch sử với một cái địa danh là một mảnh đất địa linh nhân kiệt, với những cái lịch sử mà từ khi mà mở nước thì Vĩnh Long
đã trở thành ra một cái gọi là trung tâm của khu vực Gia Định và đồng bằng sông Cửu Long lúc bây giờ. Cho nên là ở đây có rất nhiều những các cái câu chuyện về lịch sử và văn hóa, nguyên liệu rất là cơ bản để tạo ra một cái sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Tôi là một người có làm trong du lịch cũng là khá là lâu, được biết đến Vĩnh Long trước đấy thì tiền thân của nó là du lịch Cửu Long, là một cái ngành du lịch nó đã có từ rất lâu đời rồi. Và hiện nay thì do những các cái yếu tố nó tác động lên toàn bộ cái sự phát triển của nền kinh tế hay là du lịch địa phương. Nhưng tuy nhiên ý, du lịch Cửu Long hay là trước kia hay là du lịch Vĩnh Long bây giờ vẫn còn là một cái thương hiệu mà rất là hấp dẫn với du khách. Du lịch Vĩnh Long thu hút hấp dẫn bởi sự kết hợp tham quan trải nghiệm, cảnh quan sông nước đặc trưng và các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống phong phú. Qua đó, góp phần bảo tồn các di sản văn hóa lịch sử của địa phương. Kính thưa quý khán giả, sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa đã giúp cho Vĩnh Long trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, hiền hòa và giàu truyền thống. Mỗi một điểm đến đều mang một ý nghĩa và một giá trị riêng, giúp cho bức tranh du lịch tại địa phương thêm nhiều màu sắc. Đến đây thì chương trình Nam Bộ Du Ký cũng xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.